Yo, hello mọi người. Thấy hơi lạ đúng không? Perry đây. Đây là cái avatar của mình ha, để mình có thể quay lại video chút xíu cho mọi người vui ha. Thì phiên bản 2.7 của Honkai Star Rail sắp tới rồi. Ở phiên bản mới này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái nhân vật mới. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có được một lượng lựa chọn các nhân vật năm sao trong banner thường. Vậy thì các nhân vật năm sao này ở thời điểm hiện tại như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi theo cái list xác lược song hành này đi ha, mình đi từ trên xuống dưới đi cho nó dễ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhân vật Himeko. Đây là nhân vật trí thức hệ hỏa với cái khả năng là vết tích liên quan có đòn đánh theo sau. Thì như các bạn cũng đã thấy rồi là Himeko là một trong nhân vật thuộc dạng gây sát thương. Ở thời điểm trước cái phiên bản 2.7 này, từ sau khi chúng ta có cái kể chuyện thì vai trò của Himeko trở nên cực kỳ rõ ràng trong cái đó, trong cái content đó. Thì hiện tại là tới thời điểm hiện tại thì Himeko vẫn là trong, không biết là vì một lý do gì mà những cái búp mà của kể chuyện rất hợp với Himeko luôn, từ đòn đánh theo sau cho đến tấn công cho đến spam đòn đánh các kiểu các thứ, thì Himeko đang làm rất tốt, và điểm yếu cũng có luôn, quá hệ hỏa không. Thì ở phiên bản này thì mình hiện tại thì mình vẫn sẽ cho rằng là Himeko đang là một trong những nhân vật rất là tốt để các bạn có thể mang về nếu các bạn chưa có nhé. Cho các bạn nào mà cần cần nhân vật có thể gánh các bạn kể chuyện hoặc có thể giúp các bạn kể chuyện đi đi kể chuyện tốt hơn thì Himeko là một trong là nhân vật đó, đi kẹp với lại Herta. Herta 4 sao nha, cho mình Herta 5 nữa nha. Với tới thì mình không cần nói nữa. Bây giờ câu chuyện ở đây là nếu như chúng ta có Himeko rồi thì có nên lấy Himeko nữa hay không? Đầu tiên là xét về mặt tinh hồn thì tinh hồn 1 cho tốc độ, tinh hồn 2 cho sát thương, tinh hồn 4 điểm làm năng lượng, tinh hồn 6 gây sát thương. Thì thực tế là những tinh hồn này mình đánh giá ở mức trung bình thôi. Có là tốt, không có cũng chả vấn đề gì quá nhiều. Quan trọng là cách các bạn build từ đầu Himeko như thế nào. Cho nên là nếu như mà trừ khi các bạn sim nhá thì các bạn lấy tinh hồn, còn nếu như các bạn không có sim nhân vật này lắm, các bạn chỉ coi như là một nhân vật để các bạn đi content thôi, thì mình nghĩ E0 đó là quá ổn rồi. Không cần thiết phải lên tinh hồn cho Himeko làm gì cả. Tiếp theo, nhân vật tiếp theo, chú Whale. Chú Whale thì hư vô, số ảo. Nhân vật này được đánh giá rất cao ở 1.0 bởi vì chúng ta không có nhân vật số ảo đâu cả. Tuy nhiên, tại phiên bản 2.7 này thì Whale đang là một trong những nhân vật bị đánh giá rất là thấp. Lý do là sát thương thì không nhiều, quái thì bản thân việc đánh phá điểm yếu cũng không nhiều. Chúng ta đang ở một meta break. Số ảo thì nó lại delay. Đôi khi trong một những cái meta mà trong những cái content mà quái yêu cầu quái thi triển nhiều á, Whale lại đi trì hoãn nó lại thì hơi không ổn lắm. Cho nên là hiện tại thì trong những đội hình mạnh thì mình lại không thấy sự xuất hiện của Whale. Whale nó riêng và số ảo nói chung đang bị lép vế lại so với trong trong meta hiện tại, với hệ hỏa đang, với hệ hỏa thậm chí là Brett đang cực kỳ lên ngôi. Về mặt tinh hồn thì tất nhiên là những tinh hồn này thì mình sẽ đánh giá cao hơn tinh hồn của Himeko. Tuy nhiên bởi vì bản thân Whale đang là một nhân vật không được đánh giá quá cao, cho nên là những cái tinh hồn này nó bắt đầu nó cũng sẽ giảm giá trị theo. Ví dụ như là kế thừa danh hiệu, cái này thì nó là một cái nó giúp đỡ cho Whale nó bớt phế đi một chút xíu, nhưng mà bản thân Whale không quá mạnh rồi, cho nên là nếu mà chúng ta chỉ có một lựa chọn thì mình nghĩ là tinh hồn của Whale không phải là tinh hồn mà mang giá trị cao. Còn nếu như các bạn mà chưa có Whale, nếu các bạn cần Whale để sưu tập thì không vấn đề, nhưng mà nếu như các bạn cần ngưỡng sức mạnh cốt để có thể xử lý cái content thì mình nghĩ Whale không phải là nhân vật các bạn cần. Ronja đây, nếu như các bạn không có Ronja thì mình khuyên các bạn nên lấy Ronja ngay từ bây giờ. Nhân vật hòa hợp thì chúng ta có rất nhiều những nhân vật hòa hợp mạnh như là Runmay, như Sparkle, như là Robin các kiểu các thứ, thì Ronja là một trong số các nhân vật hòa hợp mạnh trong game này, và đây là nhân vật miễn phí ít nhất là 2.2.7. Ronja đang được đánh giá là một trong những nhân vật hòa hợp có cái chỉ số, có cái lượng sử dụng rất là nhiều trong các đội hình, đặc biệt là những đội hình mà Zero Cycle. Và trừ khi các bạn là những người chơi rất rất mới mới bước vào game thì Ronja không phải ưu tiên hàng đầu, nhưng một khi các bạn đã có cho mình được một nguồn sát thương chủ yếu rồi
không cần biết đó, nguồn sát thương đó là nguồn sát thương nhân vật 4 sao hay 5 sao nhé. Nếu như không có nhân vật hòa hợp 5 sao thì Ronja sẽ là ưu tiên cho các bạn. Đặc biệt nếu đó là tinh hồn không, tinh hồn 1 của Ronja cho chúng ta một điểm chiến kỹ, đây là một điều rất quan trọng. Và tinh hồn 4 thì cho phép Ronja có đòn đánh theo sau. Thì có đòn đánh theo sau này để làm cái gì? Để kích hoạt các búp liên quan có đòn đánh theo sau trong các content. Ngoài ra bởi vì E4 là có E1 nữa, cho nên là có chúng ta có điểm chiến kỹ. Đây là một điều cực kỳ quan trọng để giúp cho các bạn có thể vận hành đội hình một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên nếu như các bạn chưa có E0 Ronja thì nên lấy. Còn nếu mà các bạn đã có E0 rồi thì việc thì nếu mà các bạn có nhân vật khác cần lấy thì không nói, nhưng nếu như các bạn không có nhân vật nào mới cần lấy thì E1 Ronja rất là tốt. Gepard, chúng ta sẽ đến với anh bảo hộ, anh Gepard này. Thì đánh giá ở thời điểm 2.7 ở 2.6 hiện tại thì Gepard không quá nổi bật, bởi vì một nhân vật bảo hộ không gây sát thương thì chúng ta có Aventurine làm tốt hơn. Tuy nhiên thì đằng sau Aventurine chúng ta sẽ có ngoài Gepard ra thì chúng ta sẽ còn có một người nữa, đó chính là đây Fulun, Phú Xuân, sau đó là Gepard. Cho nên là nếu mà nói là Gepard có cái vai trò hay không cũng được, không vấn đề. Nhưng mà so với sức mạnh của Aventurine với lại Phú Xuân thì Gepard hơi bị lép vế đi một xíu. Tuy nhiên, cái này là tuy nhiên nè, theo một số thông tin mà mình thu thập được về tương lai thì Gepard thì chúng ta đang sắp có men ký ức, thậm chí là chúng ta sẽ có một nhân vật thuộc hệ ký ức, thì không biết là nó có liên quan gì đóng băng hay không. Thì nếu như có thì Gepard tất nhiên sẽ là tự nhiên quay trở lại meta. Còn đối cái đó là dành cho các bạn nào mà đã có cái nguồn nhân vật sẵn rồi. Còn các bạn mới thì ở thời điểm ban đầu thì chúng ta cần một nhân vật thuộc hệ bảo kê, thì Gepard sẽ là một nhân vật bảo kê khá là ổn ở giai đoạn đầu game. Và các bạn thực tế là các bạn cũng chả cần nâng thủ đó, các bạn nên chính xác hiệu ứng để chúng ta lấy cái đóng băng cho Gepard là ok rồi. Về mặt tinh hồn 1 là cái quan trọng rất quan trọng luôn, nếu như chúng ta đang muốn phát triển content liên quan cái đóng băng. Và nếu như sau này chúng ta có cái gì đó liên quan cái đóng băng thì tinh hồn 1 sẽ rất là có giá trị. Ngoài ra thì mình cũng không đánh giá cao quá nhiều về các tinh hồn còn lại. Mình chỉ đánh giá cao tinh hồn 1 của Gepard thôi. Cho nên là nếu như các bạn thiếu nhân vật bảo kê, thiếu nha, không có những nhân vật chủ phú mạnh hay không có những nhân vật bảo hộ mạnh, thì cần nhân vật bảo kê ở dạng gọi là chống sát thương cần khiêng, chính xác là cần khiêng, thì Gepard ổn. Nếu có lấy tinh hồn 1 được rồi. Tiếp theo, Clara. Phiên bản đầu tiên của nhân vật bị quýnh, cần vẻ bị quýnh rất nhiều. Thì Clara là nhân vật mà các bạn sẽ thường thấy trong những content mà liên quan đến việc là ưu tiên hành động cho quái của kể chuyện hay là của những content endgame khác, chắc chắn không phải sánh đường rồi. Thì Clara xuất hiện đâu đó trong các đội hình để xử lý content endgame, nhưng mà bản thân Clara chưa mạnh lắm nha. Các bạn cần phải có một đội hình để có thể hỗ trợ về mặt sát thương cho Clara, thì để gọi là ép Clara bị quýnh hay là như thế nào đó để Clara có thể sử dụng cái khả năng của mình rất là tốt nhất có thể. Mạnh hơn Clara có những cái Yuli. Thì Yuli cũng là hủy diệt hệ vật lý thôi, nhưng mà Yuli là nhân vật 5 sao limit, còn Clara là nhân vật 5 sao banner thường. Về tinh hồn, cái tinh hồn mà mình đánh giá giá trị nhất là tinh hồn 1, bởi vì nó sẽ giúp cho không xóa ký hiệu phản kích nè. Thì không xóa ký hiệu phản kích thì giúp cho qua Clara lúc nào cũng sẽ kích hoạt được cái ăn đam của cái phản đòn của mình. Còn những tinh hồn còn lại thì cơ bản thì nó cũng không có những giá trị quá sức nổi bật, chỉ là tinh hồn 1 nó nổi bật hơn hẳn thôi. Nó sẽ mở ra cái lối chơi mang tính nhẹ nhàng hơn cho Clara. Thì với Clara này thì mình cũng sẽ chỉ có một cái điều thôi. Nếu như các bạn cần một cái nhân vật mà có những cái đòn đánh theo sau á, mà nó nhiều, số lượng nhiều, tích tụ nhiều, cần số lượng đòn đánh theo sau nhiều, thì Clara sẽ là một nhân vật rất là tốt. Và thậm chí là các bạn muốn có cái gì đó liên quan đến vật lý, mình thường hay dùng Clara cho những cái đội hình break vật lý, thì Clara có thể cũng sẽ là một cái nhân vật được ưu tiên. Tiếp theo, Yanqing.
giờ tôi cũng chả biết. Tới thời điểm 2.6 này thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nhận ra được là trong rất nhiều những content mà liên quan, trong rất nhiều những cái video mà các bạn đi tìm kiếm danh chiên á, hầu như rất ít những video đánh cái cao danh chiên. Cơ bản là cái bản thân cách chơi của danh chiên nó rất là khó xử lý. Cần thứ nhất là không được gây sát thương để vẫn giữ được cái kiếm kiếm khôn hiểu lòng người nè. Đây. Kiếm khôn hiểu lòng người. Để giữ được cái này để tăng tỷ lệ bộ kích lên chứ không là phế phẩm hoàn toàn luôn. Và thứ hai được đây là nhân vật săn bắn. Thì ở 1.0 ngoài danh chiên ra, tức là ngoài nhân vật danh chiên là săn bắn, chúng ta có nhân vật săn bắn limit là Sele. Thì tới thời điểm hiện tại săn bắn không còn được ưu chuộng nữa rồi. Bởi vì săn bắn đơn mục tiêu, săn bắn phải đi kèm với đòn đánh theo sâu, ví dụ kiểu như là Tobias hay là thầy phớm nhá. Chứ còn nếu mà săn bắn mà đi kiểu như danh chiên Sele là tới mai luôn. Content xong tới mai. Rất là khó. Và kể cả nhóc tranh, và kể cả những bạn mà mới bắt đầu chơi á, khi các bạn ví dụ như là các bạn roll ra danh chiên thì không nói đi ha. Lỡ mà các bạn roll ra danh chiên rồi thì các bạn vẫn phải chơi thôi. Nhưng mà cái hiệu quả của việc lên danh chiên nó không thật sự quá nổi bật. Gây đam thì không quá nhiều. Kể cả khi có được cái buff kiếm khô khuyến lòng người này thì đam nó mới ổn ổn đi một xíu. Nhưng mà chỉ cần là quái nó quýnh một cái là mất nè. Quái quýnh không có khiên, ví dụ không có game pass, không có match 7 dạng băng là đi. Cực kỳ khó luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì khi chúng ta có những nhân vật mạnh hơn, có thể buff siêu gần như full time như Aventurine, thì bây giờ mình lại đi với những nhân vật carry mạnh hơn chứ không còn là danh chiên nữa. Về tính hồn thì nhân vật banner thường thì không có một tính hồn nào mà giúp bớt xóa cái kiếm khôn hiểu lòng người. Nó có cái kiếm ngu hiểu lòng người là do vậy đó. Cho nên là những tính hồn này hiện tại nó cũng không có giúp đỡ gì nhiều cho danh chiên cả. Cho nên ở thời điểm 2.6 này, thậm chí 2.7 và tương lai thì mình không nghĩ rằng là nhân vật danh chiên sẽ có cái tác động mạnh mẽ. Cho nên là mình sẽ không khuyên các bạn là lấy danh chiên về bằng cái free đó. Lỡ các bạn ra thì ok thôi, không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà không ra thì thôi đừng. Ok ha. Cuối cùng, bài luôn. Nhân vật chùa phú trong banner thường. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ nói cho các bạn một cái điều rất là chí mạng là nếu... Cái điểm lợi của bài luôn á là nếu... Nó là chi chi trong Genshin á. Là nếu mà các bạn lỡ có tử vong thì... Baidu cứu. Nhưng mà hầu hết các content, ngoại trừ content vũ trụ mô phỏng là nơi mà các bạn cần búp á. Ví dụ mà các bạn ngẫm thì mà làm lại chứ cần gì Baidu cứu, đúng không ạ? Tất nhiên đây là nhân vật đầu game khá là tốt. Dục vai trò như game bắt là vai trò bảo kê, bảo vệ cho các nhân vật ở thời điểm trong chiến đấu, đặc biệt những cái cuộc chiến nó hơi dài hơn một xíu. Tuy nhiên Baidu có một điểm yếu cực kỳ chí mạng, đó là toàn bộ bộ kit của Bailu không có cái gì, nhắc lại, không có một cái gì liên quan nó xóa điểm, xóa hiệu ứng xấu của đồng đội cả, mà thứ đó là gần như là một điều căn bản của những chủ phú sau này rồi. Thấy nó buồn không? Tức là người ta cả, đó là những chủ phú sau này họ có những cái khi họ được hồi máu là giải đi hiệu ứng xấu luôn, hồi máu là giải hiệu ứng xấu luôn, hồi máu giải hiệu ứng xấu luôn. Chỉ có hiện tại là Bailu, mình nhớ không nhầm là Bailu và Nanasa là những nhân vật duy nhất mà không có cái gọi là giải hưởng xấu. Ở đâu? Hình như Nanasa có giải hưởng xấu không ta? Hình như Nanasa cũng không có giải hưởng xấu luôn. Đây, được. Nanasa giải được. Nhưng Bailu thì không. Tức là... mà trong cái thời điểm hiện tại thì cái việc giải hưởng xấu cho đồng đội nó là một cái điều mà... chuyện mà nó gần như là nên có. Bởi vì chúng ta sẽ không biết được rằng là chúng ta sẽ đối đầu với những nhân vật như thế nào mà không có giải hưởng xấu, ngồi đóng băng là hết cứu luôn. Thậm chí là những nhân vật mà ở thời điểm Belobot ban đầu đóng băng cái chết, chưa đốt cái chết, sau đó những nhân vật thuộc kiểu Kafka nó gài cái ấn xong muốn ngứa người luôn, sao giải quyết giờ Baidu không giải quyết được, hiểu không ạ? Cho nên là nếu thì mình sẽ khuyên các bạn là đối với Baidu thì cũng giống như danh chiên, ra rồi thì thôi, lỡ ra roll ra rồi thì thôi, chứ còn không nên nâng làm gì, không nên đem về nếu như chưa có, nếu như các bạn chưa có nhân vật thuộc hàng bảo kê như thế này thì
có thể cắn răng chịu đựng để mang về. Còn nếu các bạn có rồi thì để yên nó thôi. Về tinh hồn thì hồi năng lượng, tăng trị liệu, tăng sát thương bởi người được trị liệu tăng 10%, số lần trị liệu tăng lên. Nó cũng chả có dạo, tại vì cái vấn đề nằm ở chỗ là cái việc heal của Balu á, nó overheal thì nó cũng không vấn đề, không có gì để xấu cả. Nhưng mà cái sự thiếu hụt về mặt giải hiệu ứng xấu á thì nó rất nhiều. Cho nên và đó là gần như là cái quan trọng, cho nên là chốt lại có rồi thì thôi, chưa có thì có thể cân nhắc ha. Vì vậy rồi chốt lại với 7 nhân vật này thì trừ khi các bạn sim, các bạn thích, các bạn có những cái nhu cầu ngoài sức mạnh, ví dụ như là em muốn sưu tập, em muốn có thêm nhân vật, em muốn em thích nhân vật này, thì đây là lời khuyên cho mình của cho việc roll như sau. Đầu tiên nếu như mà ưu tiên hàng đầu á, ưu tiên hàng đầu sẽ là Bronze, kể cả về việc lấy nhân vật về và nâng tinh hồn cho nó. Đứng thứ hai sẽ là Himeko để chơi content, kể chuyện, nếu bạn chưa có kể chuyện. Số 3 sẽ là Gebas. Số 4 sẽ là Clara. Số 5, 6 và 7 thì mình sẽ chia đều cho Well, và Yanqing và Bailu. Và đó là những nhận định của mình về 7 nhân vật banner thường mà các bạn sẽ được chọn một free ở phiên bản 2.7. Hy vọng là chúng ta sẽ có cái những nhân các bạn sẽ có những lựa chọn tốt cho phiên bản 2.7, để các bạn có thể trải nghiệm tựa game này một cách tốt hơn ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu nhấn like, nếu thích thì nhấn like, subscribe cho kênh. Cũng như nếu các bạn thích cái avatar này thì cho mình một like ha, sub ha. Nếu mà các bạn có ý kiến là cái avatar này nó xấu quá hay gì thì các bạn có thể comment phía dưới và gợi ý cho mình cái avatar nó đẹp hơn xíu cũng được. Chả sao cả ha. Rồi, và hãy ủng hộ Weibo Game với phần mô tả để ủng hộ tụi mình ha. Còn bây giờ, xin chào và bye bye.